chứng minh 2 mũ 61 cộng 1 là số chứng phương hay không phải là số chứng phương? Thì ở đây mình không biết nó là số chứng phương hay là số không phải là chứng phương. Thì mình giả sử nha các bạn. Mình giả sử 2 mũ 61 cộng 1 là số chứng phương. Số chứng phương. Vậy 2 mũ 61 cộng 1 sẽ được viết dưới dạng là K mũ N với K thuộc vào số tự nhiên. Gác không luôn nha các bạn. Được chưa? Đó. Số chứng phương là số được viết dưới dạng mũ 2 đó các bạn. Được chưa? Sau đó là chuyển cái số 1 qua. Vậy là 2 mũ 61 bằng K bình chữ trừ 1. 1 này chính là 1 bình. Thì các bạn nhớ đến hằng đẳng thức A bình trừ B bình thì bằng A trừ B nhân A cộng cộng B. Vậy mình sẽ có gì ạ? Mình sẽ có là 2 mũ 61 bằng K trừ 1. A là K, B là 1 nhân cho K cộng 1. Được chưa ạ? Thì mình biết rằng K là số tự nhiên, khác không thì có khả năng là số chẵn hoặc là số lẻ. Thì mình xét trường hợp xét K bằng 2N. Đó là số chẵn đúng không ạ? Số chẵn mà trừ đi 1 nè. Vậy từ đây nè, từ đây suy ra K trừ 1 và K cộng 1 là số gì ạ? Số lẻ. Đúng không ạ? Số chẵn, K là số chẵn cộng thêm 1 và là trừ đi 1 là số lẻ. Vậy từ đó suy ra K trừ 1 nhân K cộng 1 là số gì ạ? Là số lẻ. Mà 2 mũ 61 là số gì ạ? Số chẵn. Nhớ 2 mũ mấy cũng là số chẵn. Vậy từ đó suy ra 1 vô lý. Được chưa? Xét trường hợp tiếp theo, xét trường hợp K bằng 2N cộng 1. Đây là số lẻ. Với N thuộc vào N là sao? Vậy từ đây suy ra được rằng ngay vị trí số 1 các bạn, đó là 2 mũ 61 bằng nè, chỗ nào có K mình viết lại K trừ 1 trước đi, nhân K cộng 1. Rồi chỗ nào có K các bạn thay bằng 2N cộng 1. Vậy mình sẽ tương đương 2 mũ 61 bằng 2N cộng 1 trừ 1. Đây là 2N cộng 1 cộng 1. Rồi tương đương 2 mũ 61 bằng, đây rút nè, còn 2N, đây ra 2N cộng 2. Mang 2 đặt làm nhân tử chung. Đó, vậy là 2 nhân N nhân, mang 2 ra nè, còn lại là N cộng 1. Được chưa? Vậy tương đương 2 mũ 61 bằng 4 nhân N cộng 1. Nhân chuyển qua thành chia. Và lại viết hàng này trước nha. N nhân N cộng 1 bằng 2 mũ 61 chia cho 4. Thì 4 chính là 2 mũ 2 đó các bạn. Chia thì lấy mũ trừ đi các bạn. Thì ta có N nhân N cộng 1 bằng 2 mũ 50 59. Rồi bắt đầu nè. Do N và N cộng 1 thì nếu hàng này là số chẵn nè, số chẵn thì hàng này là số lẻ. Còn nếu hàng này là số lẻ thì hàng này là số chẵn. Vậy cho thấy rằng phải tìm ra được một số chẵn nhân với một số lẻ nhân 2 mũ nha. 2 mũ 59 này thì không có thể tìm ra được một số chẵn nhân với một số lẻ, chỉ có số chẵn nhân số chẵn thôi. Được chưa? Đó, chỉ có số chẵn nhân số chẵn thôi. Vậy bắt đầu mình kết luận vì N phải N cộng 1 không cùng chẵn, hay còn gọi là không cùng lẻ, mà cái này nè, 259 này luôn phân tích ra nha. Ở đây mình nháp thôi nha, cái chỗ này mình nháp để cho bạn hiểu thôi nha. Luôn phân tích ra được hai số chẵn nhân lại thôi. Được chưa? Vậy mình kết luận vậy, cái này vô lý. Vậy kết luận vậy 2 mũ 61 cộng 1 là
không phải là số chính chính phường.